Những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua Nga phương Tây đấu khẩu về vụ nổ đường ống Nord Stream Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Trung Quốc cấp vũ khí cho Nga Ông Biden tuyên bố Mỹ không tìm cách hủy diệt Nga nhưng thể khiến ông Putin thua cuộc ở Ukraine Quân Ly Khai thừa nhận khó xuyên thủng pháo đài bảo vệ binh sĩ Ukraine trong lòng chảo lửa Bakhmut. Đặc nhiệm Ukraine tổ chức sang đêm, không quân xuất kích, diệt bộ binh, hàng loạt xe tăng cùng pháo tự hành Nga nằm la liệt. trump nơ nói lính chết nhiều gấp 5 lần vì sai lầm của giới lãnh đạo quân sự Nga. Và sau đây sẽ được gửi tới quý vị những nội dung chi tiết. Thì nghĩ mất chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTV News. Kính thưa quý vị! Nga và các quốc gia phương Tây đã đấu khẩu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cuộc điều tra nghi vấn phá hoại đường dẫn khí đốt Nord Stream vào tháng 9 năm 2022. Theo AP, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 21 tháng 2, đại sứ Nga Vasily Nebensya nói rằng, Moscow không tin tưởng vào các cuộc điều tra độc lập của Đan Mạch, Thụy Điển và Đức, nhưng sẽ tin tưởng hoàn toàn nếu Tổng thư ký Antonio Guterres lập tổ điều tra quốc tế về vụ nổ đường ống Nord Stream. Đại sứ Nebenzia nói, "Chúng tôi có lý do chính đáng để nghi ngờ tính hiệu quả, minh bạch và công bằng của các cuộc điều tra đang được thực hiện tại một số khu vực. Chúng tôi không thấy các đối tác sẵn sàng hợp tác." Ông cho biết thêm, "Các nước phương Tây đã phớt lờ đề nghị của Nga tham gia vào các cuộc điều tra." Tuy nhiên, đại diện của Mỹ, Anh, Pháp và các nước khác nói rằng giới chức Đan Mạch, Thụy Điển, Đức vẫn điều tra các vụ phá hoại nhằm vào Nord Stream. Họ cáo buộc Nga đề cập đến vụ Nord Stream nhằm chuyển hướng sự chú ý của quốc tế khỏi cuộc xâm lược vào Ukraine. Đại diện của Mỹ John Kelly phát biểu, cuộc họp hôm nay là một nỗ lực đánh lạc hướng của Nga. Ông cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng Mỹ có liên quan đến vụ nổ Nord Stream. Hôm ngày 8 tháng 2, nhà báo Mỹ Seymour Hersh Dẫn nguồn tin mật nói rằng Mỹ cùng với Na Uy đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nord Stream nhằm mục đích viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine xuyên suốt chiến sự Nga-Ukraine. Tháng 9 năm 2022, một loạt vụ nổ đã làm hư hại nặng nề cả hai đường ống dẫn khí Nord Stream được xây dựng để vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Nga đến Đức và phần còn lại của Liên minh châu Âu. Các nhà điều tra đã tìm thấy dấu vết của chất nổ tại hiện trường và nghi ngờ có hành động cố ý làm nổ các đường ống. Nga phủ nhận việc phá hoại các đường ống dẫn khí đốt và nhiều lần cho rằng phương Tây đứng sau các vụ nổ nhưng không đưa ra được bằng chứng. Mô tả vụ nổ đường ống dẫn khí trên biển Baltic là hành động khủng bố quốc tế và hành vi phá hoại khủng khiếp. Moscow kêu gọi Liên Hợp Quốc trừng phạt những đối tượng ra lệnh cũng như những đối tượng thực hiện hành vi. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Rosemary de Calo nhấn mạnh, Liên Hợp Quốc chưa thể xác minh bất cứ cáo buộc nào liên quan đến vụ nổ, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, tránh đồn đoán. Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Trung Quốc cấp vũ khí cho Nga Phó thư ký báo chí của ngũ giấc đầy Sabrina Singh tuyên bố vào ngày 22 tháng 2, chúng tôi chưa thấy Trung Quốc viện trợ vũ khí sát thương cho Nga vào thời điểm này cho cuộc xâm lược, nhưng họ cũng không loại trừ khả năng đó. Tôi tin rằng Ngoại trưởng Blinken cũng đã gặp người đồng cấp của ông ở Đức vào tuần trước. Chúng tôi nhất trí rằng sẽ có những hậu quả đối với Trung Quốc nếu mối quan hệ đối tác này với Nga ngày càng sâu sắc hơn. Việc Trung Quốc viện trợ vũ khí sát thương cho Nga trong cuộc xâm lược Ukraine chắc chắn là một tính toán sai lầm. Tại cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken và chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Trung Quốc Vương Nghị ngày 19 tháng 2, ông Blinken bày tỏ quan ngại về việc Bắc Kinh được cho là đang cân nhắc cấp vũ khí sát thương cho Nga. Ông Blinken cảnh báo hậu quả nghiêm trọng đối với quan hệ song phương nếu khả năng này xảy ra. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield ngày 19 tháng 2 cũng cảnh báo nếu Trung Quốc hay bất cứ bên nào khác có ý nghĩ hay nỗ lực cung cấp vũ khí sát thương cho Nga trong cuộc xâm lược Ukraine. Điều đó sẽ bị coi là hành động không thể chấp nhận được. Bà nhấn mạnh, Washington coi đó là lặng tranh đỏ trong mối quan hệ song phương. Tuy nhiên, Trung Quốc đã bác bỏ các buộc trên, đồng thời chỉ trích phương Tây đang đổ thêm dầu vào lửa khi tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân kêu gọi Mỹ hành động nhiều hơn nữa để xoa dịu tình hình, thúc đẩy hòa bình đối thoại, đồng thời ngừng đổ lỗi và lan truyền thông tin sai lệch. Ông Biden tuyên bố Mỹ không tìm cách hủy diệt Nga, nhưng thề khiến ông Putin thua cuộc ở Ukraine. Tổng thống Joe Biden tuyên bố rằng Mỹ muốn Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga, nhưng họ không tìm cách kiểm soát hoặc hủy diệt Nga. Theo Directive, tuyên bố của ông Biden hôm ngày 21 tháng 3 được cho là nhằm đáp trả cáo buộc của Tổng thống Nga Putin trước đó rằng phương Tây đang âm mưu tiêu diệt Nga và thề rằng Moscow sẽ đạt được các mục tiêu của mình ở Ukraine. Ông Blinken hôm thứ Ba cho biết Ukraine vẫn vững vàng một năm sau khi Nga phát động xâm lược và rằng Moscow sẽ không bao giờ đánh bại được nước này. Ông đưa ra phát biểu trên vài giờ sau khi Điện Kremlin đình chỉ hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ do phương Tây ủng hộ Kiev. Ông Blinken nhấn mạnh, Mỹ và các quốc gia châu Âu không tìm cách kiểm soát hay tiêu diệt Nga, phương Tây không có âm mưu tấn công Nga như Tổng thống Putin đã nói. Tổng thống Mỹ nói rằng chính ông Putin là người lựa chọn cuộc chiến này và cũng chính nhà lãnh đạo Nga có thể kết thúc chiến tranh chỉ bằng một lời nói. Ông Blinken nói, thật đơn giản, nếu Nga ngừng tấn công Ukraine, chiến tranh sẽ kết thúc. Nếu Ukraine ngừng tự bảo vệ mình trước Nga, đó sẽ là dấu chấm hết cho Ukraine. Tổng thống Mỹ nói thêm rằng, đây là lý do tại sao Mỹ và các đồng minh đang bảo đảm rằng Ukraine có thể tự vệ. Ông liệt kê những vũ khí quan trọng mà phương Tây đang cung cấp cho Ukraine, nhưng không đề cập đến máy bay chiến đấu. Theo một bản ghi của Tòa Bạch Ốc, Mỹ đã tập hợp một liên minh toàn cầu, bao gồm hơn 50 quốc gia, để ủng hộ vũ khí và các nguồn cung cấp quan trọng cho các chiến binh của Ukraine dũng cảm trên tiền tuyến. Hệ thống phòng không, pháo binh, đạn dược, xe tăng và xe bọc thép, ông Biden nhấn mạnh thêm, Ukraine sẽ không bao giờ làm một chiến thắng cho Nga. Không bao giờ. Quân Ly Khai thừa nhận khó xuyên thủng pháo đài bảo vệ binh sĩ Ukraine trong lòng chảo lửa ba mất. Một sĩ quan về hưu của lực lượng dân quân Likai Lukan nói rằng, Ukraine tận dụng một khu bên trong ba mất, Donetsk, để cất trữ đạn dược, vũ khí, bảo vệ quân nhân trước các đợt tiến công của Nga. Trả lời task hôm ngày 22 tháng 2, Trung tá Henry Morocco, sĩ quan đã về hưu của lực lượng ly khai Lugansk, nói rằng các đơn vị quân đội Ukraine đang chiến đấu ở Bakhmut đang biến cơ sở của một doanh nghiệp công nghiệp lớn thành nơi cất giữ vũ khí, thiết bị và bảo đảm an toàn cho binh sĩ. Ông Morocco cho hay, theo dữ liệu của tình báo Nga, quân đội Ukraine đang sử dụng khu công nghiệp này để bảo vệ các khí tài quan trọng, vừa gia cố thêm cũng như sản xuất thiết bị phòng vệ. Ông nói, thiết bị kỹ thuật của đối thủ được quan sát thấy đang hoạt động tại một doanh nghiệp công nghiệp lớn ở phía bắc thành phố Bakhmut để xây dựng công sự. Họ đang xây dựng lại các ụ vũ khí và dựng rào chắn trên khu công nghiệp. Theo ông Morocco, đây là nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm cản đà tiến của Nga hướng vào thành phố chiến lược. Ông cho biết, các tuyến di chuyển trong khu vực công nghiệp đang được sử dụng để liên kết các cơ sở và bảo đảm việc đi lại an toàn giữa các điểm. Hôm ngày 21 tháng 2, lãnh đạo vùng Likha Donetsk Denis Pushilin tuyên bố lực lượng Nga đang đạt được đà tiến trên mọi khu vực ở tiền tuyến. Trong khi đó, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào cùng ngày nói rằng lực lượng Ukraine vẫn đang duy trì vị trí trên tiền tuyến ở mặt trận miền Đông. Ông Zelensky nói: "Điều rất quan trọng là bất chấp áp lực lớn đối với các lực lượng của chúng tôi, tiền tuyến không có gì thay đổi." các lực lượng Ukraine ở khu vực Donetsk và Lugansk đang làm mọi thứ có thể để ngăn chặn các cuộc tấn công của đối thủ. Nga không bỏ cuộc mặc dù phải chịu những tổn thức đáng kinh ngạc. Sau nhiều tháng giao chiến, cả hai bên đều gánh chịu thiệt hại nặng nề trên chiến trường Donbass. Theo ông Maroko, Ukraine phải tái triển khai ít nhất một đại đội binh sĩ đến khu vực Riminaya, tỉnh Luhansk mỗi ngày do tổn thất về nhân lực. Ông nói, ở khu vực của khu định cơ Kriminaya, đối thủ đưa ít nhất một đại đội binh lính Ukraine tới đây hàng ngày. Đây là điều bắt buộc để bù đắp những thiệt hại. Ông Marokko cho rằng, các nhóm tấn công Ukraine trước đây được thành lập gần Kriminaya, hiện không còn có khả năng thực hiện các nhiệm vụ như dự định và đã chuyển sang thế phòng thủ. Hôm đầu tuần, ông Marokko nói với TASS rằng, một đội lính đánh thuê Ba Lan đã đến khu vực Kriminaya. đặc nhiệm Ukraine tổ chức săn đêm, không quân xúc kích, diệt bộ binh, hàng loạt xe tăng cùng pháo tự hành Nga nằm la liệt. Các chiến binh của nhóm đặc biệt Alpha của cơ quan an ninh Ukraine đã phá hủy 6 thiết bị của Nga trong cuộc cuộc săn đêm. Lực lượng đặc biệt đã phá hủy 5 xe tăng Nga và một pháo tự hành Askasia, cũng như tấn công các vị trí bộ binh của Nga mặt trận diễn ra công việc hiệu quả của các lực lượng đặc biệt không được tiết lộ, một video về thiết bị bị phá hủy được đính kèm. Trong khi đó, theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, không quân nước này đã tiến hành 10 cuộc tấn công vào kẻ thù. Vào ban ngày, các đơn vị tên lửa và pháo binh của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tấn công hai cụm quân địch. Điều này được nêu trong báo cáo buổi tối của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đăng trên Facebook. Trong ngày, lực lượng không quân của lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành 10 cuộc tấn công vào các cụm nhân sự và thiết bị quân sự của kẻ thù, và các đơn vị tên lửa và pháo binh của lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công hai cụm nhân lực của kẻ thù, báo cáo cho biết. Trong ngày, kẻ thù đã thực hiện 9 cuộc tấn công tên lửa, trong đó có 4 cuộc tấn công vào thành phố Kharkov, 10 cuộc không kích và hơn 20 cuộc tấn công MLS. Bộ tổng tham mưu cũng báo cáo rằng những kẻ xâm lược của Nga đang sử dụng cơ sở hạ tầng địa phương ở khu vực bị chiếm đóng tạm thời tại vùng Zaporizhia cho mục đích riêng của họ, đặc biệt là làm giàu cho chính họ. Ví dụ, tại một trong những trạm dịch vụ ở mắt những kẻ xâm lược không chỉ bảo dưỡng các thiết bị quân sự của chúng, mà còn tháo rời những chiếc xe ăn cắp của người dân địa phương thành phụ tùng thay thế để bán tiếp. Trung Quan nói lính chết nhiều gấp 5 lần vì sai lầm của giới lãnh đạo quân sự Nga. Jevgeny Prigozhin nói tình trạng thiếu đạn dược khiến cho thành viên qua đời chết nhiều gấp 5 lần tại Ukraine, yêu cầu giới chức quốc phòng của Nga phải chịu trách nhiệm. Yevgeny Prigozhin, ông chủ tập đoàn an ninh Wagner hôm ngày 22 tháng 2 đăng trên Telegram rằng ai phải chịu trách nhiệm về cái chết của họ, đó là những người đáng lẽ phải giải quyết vấn đề cung cấp đủ đạn dược cho chúng tôi, đề cập tới Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov. Ông Prigozhin đăng kèm bức ảnh những thi thể mà ông nói là của nhóm lính đánh thuê Wagner thiệt mạng khi tham gia chiến dịch ở Ukraine. Prigozhin cho biết thêm rằng đây là những người đã thiệt mạng trong hôm qua vì đối đạn. Đáng lẽ con số này đã ít hơn 5 lần. Trường Wagner mô tả lính của ông như đám đông ăn xin viện trợ từ giới chức Nga, Ông cảnh báo linh đánh thuê Wagner sẽ thiệt mạng gấp hai lần con số hiện nay cho tới khi không còn ai. Ông Prigozhin nói, và khi lính Wagner đều thiệt mạng, có thể Shoigu và Tereshimov sẽ phải tự cầm súng. Prigozhin hôm ngày 21 tháng 2, cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Tereshimov phản quốc khi cố tình khiến nhóm Wagner thiếu đạn dược gây tổn thất nghiêm trọng cho lực lượng này đang chiến đấu ở thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine. Trump Wagner trước đó phàn nàn rằng một số quân chức Nga đang từ chối cung cấp đạn cho nhóm lính lánh thuê vì thù hằn với cá nhân ông. Prigozhin nhiều tháng qua cũng chỉ trích các chỉ huy cấp cao của quân đội Nga bất tài. Bộ Quốc phòng Nga bắt tin chặn nguồn đạn cho Wagner, nhấn mạnh họ ưu tiên cung cấp cho các tình nguyện viên và quân nhân thuộc đội xung kích tất cả phương tiện cần thiết. Thành viên đơn vị pháo binh của Quainer tuần trước cho biết, họ đang thiếu trầm trọng đạn cho đường pháo đi 1 cỡ nòng 152mm, đạn 100 mm cho pháo chống tăng MT12, đạn 125 mm của xe tăng T-72 và đạn cối 120 mm. Tình báo phương Tây coi các thành viên qua nội là lính đánh thuê Nga và cho rằng họ đã triển khai hàng ngàn nhân sự đến Ukraine. Qua nợ vào ngày 9 tháng 2, thông báo ngừng tuyển tù nhân từ các nhà tù Nga. Recozin vào ngày 15 tháng 2 thừa nhận quy mô của tập đoàn sẽ suy giảm và nhóm không thể thực hiện được các nhiệm vụ ở phạm vi họ mong muốn. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư hdnew.btv@gmail.com một lần nữa đội ngũ htd news rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp